Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 12 tháng 9 năm 2023. Hai, chào. Chào buổi sáng. Rồi, sáng rồi. Đi làm exercise. Tập thể dục. Tập thể dục tức là làm những động tác theo các cái ý tưởng ở trong đầu. Đầu tiên là dùng lược chải tóc, nhưng thực sự là kích thích da đầu. Kích thích da đầu để khí huyết từ nội thân lên làm tươi bộ óc, nhất là bộ óc của người già phải chăm sóc kỹ. Tóc là nhắc cho chúng ta là bên dưới là bộ óc nằm trong hộp sọ. Tóc đẹp, chăm sóc tóc, tức là chăm sóc bộ óc. Massage cổ, dùng động tác kéo cưa để massage cổ. Chăm sóc mặt. Ông đừng nghĩ rằng là bắt đầu thật sự là ông phổ biến một lối sống hoang tàn bẩn thỉu và tự túc tự phạt kiểu đó mới đúng. Kích thích các đầu dây thần kinh thính giác. Bây giờ nói về thời gian. Mỗi ngày xé một tờ lịch. Dùng tờ lịch làm cái phương tiện để tập luyện sức lực trên các đầu ngón tay. Dò tờ lịch bằng các đầu ngón tay. Quan sát sự phát triển của móng tay để đón biết được cái hệ cơ cứng xương cốt trong nội thân. Và viên giấy trên lòng bàn tay kích thích các đầu huyệt đạo có rất nhiều ở trên lòng bàn tay. Ném chụp luyện phản xạ. Chơi với tờ giấy. Bây giờ anh trẻ trong người nhờ vậy, anh kéo được nhiều người.
thời gian lúc này là 5:35, 5:35 sáng. Vị trí lúc này đang ở Việt Nam, ở Việt Nam, trái đất quay một vòng là 24 giờ. Quay đều, quay ổn định. Nhưng không có nghĩa này bắt người ta phải thay đổi theo anh. Còn nếu cái thương hiệu cơm có thịt của người ta tốt thì cứ để vậy. Chứ chả có chuyện gì anh chửi người ta mà ăn sai mà ăn đúng. Chuyện ăn của người ta liên quan gì đến anh mà ăn sai mà ăn đúng ở đây. Thấy không? Thì đây là một câu chuyện. Còn vấn đề anh nói là ăn uống người bị bệnh nở đặt ra thì tốt. Nhưng anh không có nghĩa này chúc người ta quy định mình sai. Bây giờ là đặt các cái khớp tài. Và tôi nói rằng đáng thực dưỡng này nó là nó mang một giấc mơ là tiêu khiển và chữa bệnh cho người dẫn động môn võ khang. Nó là một giấc mơ tiêu khiển không hề nhỏ đâu. Thưa các anh, các chị, tập, cái bạn chính đây này, tôi đã nói là đừng có nhắc bất cứ kênh nào để nó kiếm này đây rồi nó chửi nó kiếm ăn. Sao bạn cũng là một cái người vẫn tiếp tục ngại ngại và tôi đã báo kênh của chúng tôi không tiếp nhận những cái thông tin này cho bạn tránh nghe đâu mày. Tôi nói chuyện của bạn vi phạm một lần nữa là tôi sẽ cho khai tử tên luôn đấy. Tôi đã nhắc rồi nhưng chúng tôi không có thời gian để ý những cái chuyện đặt mắt ở trên kênh này. Nó chơi đi được cái bí khăn là một bài tập chơi như vậy, tôi không nên quá. Có rất nhiều sự biến hóa mềm cứng tạo dáng tạo hình với cái khăn chúng ta có thể nghĩ ra rất nhiều bài tập. Đập rồi đuổi mũi lưng là cái bộ phận mà chúng ta ít chạm tới, phải dùng đến khăn mới có thể kích thích được cái phần lưng. Đập rùi đập mũi đuổi rùi đuổi mũi. Bây giờ là tạo hình, tự chụp cho mình vài tấm hình buổi sáng. Chỉ cho các bạn, nếu thật sự các bạn muốn đóng góp cho nhân loại, rất
giấc mơ đóng góp, giấc mơ thể hiện là quyền cá nhân của các bạn và nó là khát vọng của loài người. Nhưng mà cách thể hiện tôi cho là uống cà phê đen. Chăm sóc, tập luyện hai bàn chân. Gót là nơi chịu sức nặng của toàn thân. Lòng bàn chân phải sạch sẽ, nó tiếp xúc với mặt đất, do đó chúng ta phải thường xuyên chăm sóc nó. Dùng ngón cái nhấn vào huyệt dũng tuyền. Trên hai chân. Lý do là nó không phải lăng thang. Tôi chỉ lăng thang khi không bán được nhà. Và cái cách bán nhà lùi là cách tôi lựa chọn để có thời gian chăm sóc con tôi. Bộ phận nào thường xuyên được chăm sóc thì nó sẽ tốt. Giống như là bánh xe mà vô nhớ thì nó sẽ trơn và chạy êm. Không có nước ban đêm thì hội không bao giờ có cửa. Đây là cái gót. Gót chân. Bởi vì học ban ngày học hội sẽ phải ngao du với trẻ con, mà trẻ con bằng tuổi hội nó không có ý thức, hội sẽ gãy liên tục. Và nếu hội học ban ngày nơi chịu đi theo để đưa đón hội thì tôi lại không làm được. Toàn thể sức nặng của thân đè xuống. Hội phải học ban đêm thì vừa đảm bảo là ban đêm tôi sẽ chở hội đến trường và tôi ngồi đó tôi cảnh. Tôi cảnh khi hội ra ra chơi này kia để tôi kiềm chế cái khùng điên của nó, là nó té và sau đó tôi đưa nó về. Tại thì đấy là cái cách lựa chọn thôi, nhưng nó phải có cái yếu tố sau. Chai dầu nóng lên đầu gối. Của hội đã đóng 4 năm liền rồi, chỉ đến khi Đông Thành phải có được cái nước ban đêm cho người nghèo. Dùng ngũ trảo bấm các huyệt đạo ở trên đầu gối. Quả bấm thôi và đã bắt đầu trôi về Đông Thành rồi. Thì trôi về Đông Thành thì tôi đã cố gắng tôi cộng đến tập 2. Nhưng chỉ đến tập 2 mà dừng lại. Tạo hóa sắp xếp cho chúng ta tất cả đều rất hợp lý. Nếu mà vẫn tiếp tục cái chuyện mà hơn là người như vậy thì không có đúng. Đúng không? Thì cũng tập 2 tiếp theo lý mà làm thì sẽ đúng. Sự thăng tiến lên của xã hội. Và chúng ta phải chấp nhận, phải biết rằng bởi vì không phải vì chúng ta thành công. Chúng ta thành công là vì tạo hóa đã cho chúng ta hình hài với sự hợp lý tuyệt đối. Ta cứ theo đó mà làm, theo đó mà tìm hiểu. Tập chân xong. Sao anh này phỉ bán lối sống công nghiệp, trong khi lối sống công
công nghiệp bây giờ là lối sống của đa số nhân dân xảy đi tiếp như vậy. Vẫn anh đến anh gom được một đống tiền rồi anh vào rừng anh ở, nhưng mà thật sự anh ở là rất sướng. Và thật sự anh cũng đang rất lộn chuyện với thế giới. Bằng chứng anh đang làm quần đen, anh đang làm quảng bá nhón làm tốt thì làm sao anh lại biết thì đi trên các đầu ngón chân. Ăn uống chất bổ công nghệ thông tin. Cái chính cái này nó đã là mâu thuẫn khi anh đi làm phi những hoạt động dân sự nhưng anh nhúng thượng đội hạ đảng. Và cũng có chỉ có ở Việt Nam cái mô hình xã hội dân sự nó hai tiêu cực bất an và mang tính manh động và ba. Nhóm là mang tính phản động và nếu cái không điều chỉnh thì cái không bao giờ tồn tại, đúng không? Ví dụ anh mua một khoảnh đất năm. Thì anh phải đảm bảo khoảnh đất đi mua bằng xong anh nên anh đặt vấn đề với cái xã đấy là tôi sẽ tự túc tại tự cấp tại trong đó. Vậy thì tôi muốn làm cái mô hình vào thế đứng một chân ổn định luật hủ ngũ tạng. Từ đây vào đấy không có xe công nông vận hành vào mà anh nằm bằng đá, tức là anh đã tác động vào phá lấy đá xung quanh sông suối đấy là không có được. Nhưng mà khu vực này là làm nhà gỗ là chưa bao giờ bị cấm, bởi vì người dân phải ở với nương rẫy của mình, đúng chưa? Rồi người ta cũng có quyền hỏi anh là anh ở đó thì có đảm bảo cuộc sống cho trẻ em con của anh không? Không thể nào mang con vào trong rừng trong phố và gọi là cách ly với con người cũng không phải. Cái tất cả cái đấy không phải cấm anh mưu sinh cuộc sống, nhưng anh phải có một cái sự báo cáo và cái sự so cái câu chuyện của anh ra cho như vậy là tôi đã tôi nghĩ là so tập xong cho người ta biết, mà bài tập cộng với sự biết điều ý thân hợp nhất mỗi buổi sáng của mình. Chào anh đến anh vỗ ngực một cái nỗi sống nó khác thường của anh và anh cho rằng anh tôi là một là riêng là thứ nhất là không có đúng, chưa có sai nhưng có thể cũng chẳng đúng. Chào đây là Chô Lôn chợ lớn, chợ lớn buổi chiều hôm. Lúc này ở đây là 6:09, 7:00 thì có trận banh, đội Việt Nam sẽ gặp đội Singapore. Trong khi chờ đợi thì tôi rảnh rỗi, tôi kiếm cái gì đó để giải trí. Giải trí thì tôi nghĩ tới nghĩ lui thì tôi sẽ kể câu chuyện cách thức tôi dùng để học tiếng quan thoại. Cùng tôi học tiếng quan thoại, tôi sẽ dùng Google Translate. Cách thức học rất đơn giản, tôi sẽ nghĩ ra một cái câu gì đó rồi tôi phát âm tiếng Việt và tôi nhờ Google Translate dịch ra câu tiếng Hoa, rồi sau đó thì tôi nghe đọc, nghe đọc nhiều lần rồi tôi nhìn chữ nhìn chữ ghi nhớ những chữ quan trọng trong câu. Cứ như vậy tôi sẽ miên man học từ câu này qua câu khác. Nhìn chung thì cách học này rất là đơn giản, có thể học ở bất cứ lúc nào nơi nào. Hiệu quả rất cao là bởi vì chúng ta không học những cái đề tài do người khác ấn định, mà chúng ta học những thứ mà chúng ta muốn nói. Tức là chúng ta làm quen với sự kết hợp ý tưởng thì tiếng Việt, mà nói ra thì nói tiếng Trung, tức là tiếng quan thoại. Sau đây là những thí dụ. Tôi đã vào trình Google Translate
Tôi nhấn vào New Translation, tức là nhận phần mới. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái bàn phím. Tôi nhấn vào cái microphone và tôi sẽ đọc cái ý tưởng trong đầu của mình bằng tiếng Việt. Mỗi buổi sáng, anh có tập thể dục không? Tôi nhấn vào màu xanh. Ở đây tôi phải nhấn trước rồi tôi mới nói câu tôi nhấn. Nếu mà tôi nói tôi nhấn thì nó sẽ hiện ra cái câu đó. Thành ra chúng ta sẽ chỉnh cái này lại. Chúng ta bỏ cái chữ tôi nhấn đi. Như vậy ta có câu là mỗi buổi sáng anh có tập thể dục không? Ta nghe đọc câu này. Mỗi buổi sáng anh có tập thể dục không? Và ta nghe câu tiếng Hoa. Ni mei tian zao shang duan lian ma? Ni mei tian zao shang duan lian ma? Ở dưới là phiên âm. Ni là anh, bì thiên là mỗi ngày, chào sang là buổi sáng, tôn lên là luyện tập, ma tức là từ dấu hỏi. Ní mì thiên chào sang tôn lên ma? Ní mì thiên chào sang tôn lên ma? Dĩ nhiên ta có thể nghe nhiều lần. Ní mì thiên chào sang tôn lên ma? Để qua câu khác thì chúng ta sẽ nhấn vào New Translation. Sau đó ta nhấn vào microphone và ta sẽ đọc. Thì nó sẽ hiện ra chữ Việt. Mỗi buổi sáng tôi thường lấy xe đạp ra phố để đi dạo. Kết thúc. Ta nghe câu tiếng Việt. Mỗi buổi sáng tôi thường lấy xe đạp ra phố để đi dạo. Bây giờ tôi nghe câu tiếng Anh, tiếng Hoa. Mỗi buổi sáng tôi thường lấy xe đạp ra phố để đi dạo. Bây giờ tôi nghe lại. Mỗi thiên zǎo shàng wǒ jīng chǎng qǐ zhè zì xíng chē qù jiē shàng sàn bù. Wǒ mǎi tiān zǎo shàng là mỗi buổi sáng. Wǒ là tôi, jīng chǎng là thường. Qǐ zhè zì xíng chē, qǐ zhè là cởi, tức là đi. Zì xíng chē là xe đạp. Qù jiē shàng sàn bù tức là đi dạo ở trên đường. Nghe lại. Mỗi thiên zǎo shàng wǒ jīng chǎng qǐ zhè zì xíng chē qù jiē shàng sàn bù. Ở đây là mỗi buổi sáng là mǎi tiān zǎo shàng. Tôi thường là wǒ jīng chǎng. Lấy xe đạp là qǐ zhè zì xíng chē. Để đi dạo phố là xì gia sang san bù. Mỗi thiên zǎo shàng wǒ jīng chǎng qǐ zhè zì xíng chē qù jiē shàng sàn bù. Bạn thấy rất là dễ. Mỗi thiên zǎo shàng wǒ jīng chǎng qǐ zhè zì xíng chē qù jiē shàng sàn bù. Mỗi thiên zǎo shàng wǒ jīng chǎng qǐ zhè zì xíng chē qù jiē shàng sàn bù. Zì xíng chē. Nếu mà đọc theo Hán Việt là tự hành xa. Xa là xe, tự hành tức là một mình đạp đó, không phải nhờ máy nữa. Thành ra xe đạp người Hoa gọi là tự hành xa, chư chấn xe. San bu tức là đi dạo, san bu là đi dạo. Đang nghe lại.
Mỗi thiên早上我经常骑着自行车去街上散步. Tiếp, ta nhấn vào New Translation, nó sẽ hiện ra bàn phím. Bàn phím tiếng Việt. Bây giờ ta sẽ nhấn vào cái microphone và ta sẽ đọc. Ta đọc cái gì? Ta đọc là trên đường tôi xem người ta mua bán. Trên đường tôi xem người ta mua bán. Kết thúc. Chúng ta có thể nghe câu tiếng Việt. Trên đường tôi xem người ta mua bán. Câu tiếng Hoa. Lù sàng wǒ kàn dào rén men mǎi mài. Lù là lộ, sang là trên, lù sang là ở trên đường, trên lộ. Wǒ là tôi, kàn dào rén men mǎi mài. Tức là xem người ta hay là nhân dân á, ở đây là người ta là rỉnh mỉnh, mãi mãi tức là mãi mãi, tức là mua bán. Mãi là mà mua, mãi là bán. Mua bán tức là mãi mãi. Mãi mãi. Lu sang wo khan tao rỉnh mỉnh mãi mãi, hay là rỉnh cha cũng được. Ta nghe lại. Lù sàng wǒ kàn dào rén men mǎi mài. Lù là lộ, sang là trên, trên lộ tức là trên đường. Wǒ là ngã là tôi, khan là kháng, kháng là xem. Tao là đến, rỉnh mỉnh là người ta. Mãi mãi, mãi mãi là mua bán. Nghe đọc lại. Lù sàng wǒ kàn dào rén men mǎi mài. Qua câu khác thì chúng ta nhấn New Translation, hiện bàn phím, ta nhấn cái microphone và ta chuẩn bị đọc câu. Mỗi buổi sáng bạn có uống sữa không? Kết thúc. Nghe câu tiếng Việt. Mỗi buổi sáng bạn có uống sữa không? Nghe câu tiếng Hoa. 你每天早上喝牛奶吗? Ní là ngôi thứ hai, số ít, là you, tiếng Anh you là anh á. Mà 每天早上 là mà buổi sáng, mỗi ngày, mỗi buổi sáng. Hơ là uống, níu nài là sữa, níu là con bò, nài là sữa, tức là sữa bò. Ma là từ dấu hỏi. Ní mì thên chào sang hơ níu nài ma. Ta nghe đọc. Ní mì thên chào sang hơ níu nài ma. Ní mì thên chào sang hơ níu nài ma. Bây giờ ta qua câu mới, ta nhấn New Translation, hiện bàn phím, ta nhấn microphone. Tôi không thích uống sữa. Tôi thích uống cà phê. Ta nghe câu tiếng Việt. Tôi không thích uống sữa, tôi thích uống cà phê. Chúng ta nghe câu tiếng Quan thoại. 我不喜欢喝牛奶，我喜欢喝咖啡. 我 là tôi, 不 là không, 喜欢 là thích. Hơ là uống, 牛奶 là sữa. 我不喜欢喝牛奶, tức là tôi không thích uống sữa. 我喜欢喝加 phê, hay là cha phê là cà phê.
Chúng ta nghe lại. Cà phê hay là cha phê cũng được, tức là đều là cà phê, bởi vì đây là cái từ dịch của chữ cà phê. Cà phê, họ dùng chữ gia thêm bộ khẩu để dịch chữ kha, họ dùng chữ phi thêm bộ khẩu để dịch chữ phê, tức là cà phê. Đó là cái cách, đó là một cái từ phiên âm. Ta nghe lại. Tôi không thích uống nước, tôi thích uống cà phê. Tiếp tục thì ta nhấn vào New Translation. Hiện bàn phím thì ta nhấn vào microphone và ta sẽ đọc. Mấy giờ thì anh ăn sáng? Ta nghe câu tiếng Việt, nhấn vào loa, ta nghe câu tiếng Việt. Mấy giờ thì anh ăn sáng? Bây giờ ta nghe câu tiếng quan thoại. Nǐ là anh, shěnme là cái gì, khi nào. Shěhòu, shěnme shěhòu là khi nào. Shì là ăn, zǎo fàn là buổi cơm sáng. Tức là ở đây là ăn sáng thì nó dịch là shì, zǎo fàn tức là ăn cơm sáng, đáng lẽ là sư chào chan. Chan là cái bữa, phan là phạn là cơm. Câu này có nghĩa là anh buổi sáng anh ăn cơm lúc mấy giờ đó. Nó không sát với câu trên. Câu trên là mấy giờ anh ăn sáng. Mấy giờ thì anh ăn sáng. Câu dưới là chúng ta phải nói là nǐ shěnme shěhòu chì zǎo chàn. Sư chào chan, chứ không phải sư chào phan. Tiếp. Nhấn vào microphone và ta sẽ đọc. Buổi sáng mấy giờ anh đến trường? Kết thúc. Ta nghe câu tiếng Việt. Buổi sáng mấy giờ anh đến trường? Ta nghe câu tiếng Hoa. Nǐ zǎo shàng qí diǎn qù xuě xiào? Nǐ là anh, zǎo shàng là buổi sáng. Qí diǎn là mấy giờ, qù, qù là đi, xuě xiào là đi học. Nǐ zǎo shàng qí diǎn qù xuě xiào? Chúng ta hỏi anh mấy giờ sáng, anh mấy giờ đi học. Nǐ qí zǎo shàng qí diǎn qù xuě xiào? Nǐ zǎo shàng qí diǎn qù xuě xiào? Nǐ zǎo shàng qí diǎn qù xuě xiào? Chúng ta nhấn new translation qua câu mới. Chúng ta nhấn vào cái microphone và đọc. Mỗi sáng lúc 7 giờ tôi sẽ đến trường. Kết thúc, chúng ta nghe câu tiếng Việt. Mỗi sáng lúc 7 giờ tôi sẽ đến trường. Câu tiếng quan thoại. Mỗi sáng lúc 7 giờ tôi sẽ đến trường. Mỗi thiên chào sang, tức là mỗi buổi sáng. Chúng ta đã quen câu này rồi. Mỗi thiên chào sang. Xi tiến trần, tức là đúng 7 giờ. 7.2.0, tức là đúng 7 giờ. Xi tiến trần. Wo qu xie xiao. Tôi đi đến trường. Ta nghe đọc lại. Mỗi thiên chào sang 7 điểm trần wo qu xie xiao. 每天早上七点整我去学校. Bạn thấy cứ như vậy thì chúng ta sẽ học nói, học nghe và học viết.
Chúng ta có thể học viết. Mỗi lần như vậy thì chúng ta tập viết mì thiên, tức là mì thiên là mỗi ngày, xào sang là buổi sáng, xi tiến chừng là đúng 7 giờ, wǒ là tôi, qù là đi, xuế là học, xuế xiào là trường học. Mì thiên chào sang xu tiến chừng, wǒ xù xuế xiào. Ta có thể qua câu mới. Anh có thích đi học không? Kết thúc. Ta kiểm tra câu tiếng Việt. Anh có thích đi học không? Nghe câu tiếng Quan Thoại. 你喜欢上学吗? Nǐ là anh, xǐ huān là thích. Sāng xuě ma? Anh có thích đi học không? Chúng ta học viết câu này. Anh nó là nǐ. Nǐ xǐ huān tức là thích. Xǐ huān là từ kép. Sang tức là lên, nhưng ở đây có nghĩa là đi tới trường. Xuế là học. Sang xuế là đi học. Ma là từ câu hỏi. Ní xì hoan sang xuế ma? Cứ như vậy, chúng ta học từ câu này qua câu khác một cách rất là dễ dàng. Tôi đã dùng thuật kể chuyện của mình để trình bày cái cách thức mà tôi dùng để ôn tập môn ngoại ngữ. Môn ngoại ngữ mà tôi yêu thích là môn tiếng Anh, hay là tiếng Mỹ, tiếng Trung hay là tiếng Hoa. Tiếng Hoa thì có tiếng Hoa Quan Thoại, Mandarin đó là tiếng Hoa Quan Thoại, và Cantonese là tiếng Hoa Quảng Đông. Dĩ nhiên là tôi ôn tập, tức là tôi đã có cái đấy cơ sở rồi, biết rồi, thành ra ở đây là trau dồi thêm thôi. Lúc này là 7 giờ 35 phút, sắp vào trận banh. Tôi tạm dừng câu chuyện kể, nói về cùng tôi học tiếng Quan Thoại, tiếng Trung, cùng tôi học tiếng Trung, âm là âm Quan Thoại. Chào. Hello, chào. Đây là nhà bếp. Nhà bếp buổi sáng. Sáng nay tôi ăn món phở, phở tái. Đây là tái, nước phở, giá, bánh phở. Tôi vừa làm vừa ôn tập môn nói tiếng Trung, âm Quan Thoại. Bên mình lúc nào cũng có cái điện thoại
Tôi vô Google, nhấn vào nút macro và tôi sẽ nói: sáng nay anh ăn gì? Nghe đọc. 今天早上你吃了什么?今天早上你吃了什么? Bây giờ tôi đang ở trong nhà bếp. Nhấn vào New Translation. Nhấn vào microphone và nói: bây giờ tôi đang ở trong nhà bếp. Nghe đọc. 我现在在厨房. Tôi cần cái nhang làm đợi chị. Tôi hiện tại lúc này tại chủ phòng. Ở dưới là từ phiên âm. Wo là wo wo wo. Hiện tại là chữ ghép viết viết dính. Xian 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 chai chai chai. Chai chủ phòng su 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 phương phương phòng. Bây giờ thì tôi cần một cái tô. Đây là cái tô lớn. Tôi sẽ hỏi coi Google cái này nói làm sao. Nhấn New Translation để hiện ra bàn phím. Nhấn vào cái microphone và nói: tôi cần một cái tô lớn. Kết thúc. Nghe đọc. 我需要一个大碗. 我 là tôi. 需要 là cần. 一个 là một cái. 大碗 là một cái tô lớn. 碗 là cái tô. Thành ra nó dùng bộ thạch. Bộ thạch là đá đó. Bởi vì tô thì làm bằng đá, do đó cái nghĩa của nó nằm ở trong cái bộ thạch. 我需要一个大碗. Nghe. 我需要一个大碗. Như vậy là bạn thấy cái thời đại kỳ lạ, chúng ta có thể học được môn ngoại ngữ mình ưa thích ở bất cứ lúc nào. Bây giờ thì tôi làm cho mình một tô phở tái. Đây là cái son. Nước phở. Tôi sẽ nấu cái nước phở. Tôi sẽ học nói tiếng Hoa ở mọi lúc mọi nơi. Nhấn vào New Translation. Nhấn vào microphone và nói: tôi đang tự làm cho mình một tô phở thịt bò tái. Kết thúc. Nghe câu tiếng Việt. Tôi đang tự làm cho mình một tô phở thịt bò tái. Nghe câu tiếng Hoa. 我正在给自己做一碗稀有牛肉河粉. 我正在 là tôi đang, 正在 là đang. 给自己 đó là làm cho tôi, 做一碗稀有牛肉河粉 đó là một cái tô phở, phần là phở, hở phần rất là bánh phở, hò phẩn á là bánh phở, niu ru xi niu ru là thịt bò tái. Nghe lại.
我正在给自己做一碗稀有牛肉河粉。 Bây giờ là tôi sẽ mở lửa. No translation. Microphone. Tôi sẽ mở lửa làm nóng nước phở. Kết thúc, nghe lại câu tiếng Việt. Tôi sẽ mở lửa làm nóng nước phở. Nghe câu tiếng Hoa. 我会打开火来加热河粉汤。 我会打开, tức là tôi mở, tà khai là mở. Hồ, tà khai hồ là mở lửa. Lại chia rư, chia rư là làm nóng. Hở phần than, tức là nước phở. Hở phần than. Hở phần là cái loại hủ tiếu mềm á, kêu hở phần. Đây là giá sống. Đây là thịt bò. Đây là rau. Tôi sẽ nói câu này vào microphone. Đây là giá sống. Đây là bánh phở. Đây là rau. Đây là thịt bò. Kết thúc, tôi kiểm tra lại câu tiếng Việt. Đây là giá sống, đây là bánh phở, đây là rau, đây là thịt bò. Bây giờ tôi nghe lại câu tiếng Hoa. 这是豆芽，这是河粉，这是蔬菜，这是牛肉。 这是豆芽, tu giả là giá sống. 这是河粉, đây là bánh phở, hò phẩm. 这是蔬菜, tức là đây là rau cải. 这是牛肉, đây là thịt bò. Nghe đọc. 这是豆芽，这是河粉，这是蔬菜，这是牛肉。 Ta có thể nghe nhiều lần. 这是豆芽，这是河粉，这是蔬菜，这是牛肉。 Tu giả, tu là đậu, tu giả là cái cộng giá, cộng giá nó làm bằng đậu. 这是河粉, hở phần là hủ tiếu mềm á, hủ tiếu mà người ta dùng để làm hủ tiếu xào á. 这是蔬菜, tức là rau cải. 这是牛肉, ở đây là thịt bò. Bây giờ thì tôi sẽ làm cho mình một tô phở. Tôi bỏ giá sống vào. Tôi bỏ bánh phở vào. Bánh phở là hò phảnh, tức là cái loại hủ tiếu mềm mà chúng ta ăn hủ tiếu xào á. Hủ tiếu nó có hủ tiếu mềm, hủ tiếu Nam Giang. Có bún bún khô. Sau đó thì tôi bỏ rau vào để làm thơm cái nước phở.
rau quế, ngò, bây giờ thì tôi bỏ thịt bò vào, tôi sẽ làm cho nó hơi chín là được rồi, nó đừng có chín quá thì nó không ngon, nó dai mà nó không ngon. Tắt lửa. Bên tôi lúc nào cũng có cái điện thoại để mà dùng Google Translate học tiếng Việt. Học tiếng Trung âm quang thoại. Tôi đổ phở ra. Sắp xếp lại. Tôi cần một cái chén nhỏ. Đây. Chén nhỏ để đựng tương. Tương. Ớt chanh. Này là chín xu. Tương ớt. Bây giờ thì chúng ta học New Translation, hiện bàn phím, nhấn vào microphone. Đây là chanh. Đây là ớt. Đây là tương. Kết thúc. Ta nghe đọc. Đây là chanh, đây là ớt, đây là tương. Ta nghe câu tiếng Hoa. 这是柠檬，这是辣椒，这是酱油。这是柠檬，柠檬 là chanh. 这是辣椒，辣椒 là ớt. 这是酱油，酱油 là tương, tương xì dầu, 酱油. Ta nghe đọc lại. 这是柠檬，这是辣椒，这是酱油. Bạn thấy lúc nào bên cạnh chúng ta cũng có một cái ông thầy sẵn sàng giúp cho chúng ta tìm hiểu cái môn ngoại ngữ mà chúng ta ưa thích. Bây giờ thì tôi sẽ nặn chanh vào phở. Bỏ ớt vào tương. Mỗi buổi sáng tôi thường qua nhà bếp để tự làm cho mình một món ăn. Tôi sẽ nói câu đó bằng tiếng Việt. New Translation, tức là dịch cái mục mới. Hiện bằng phím, nhấn vào microphone và nói. Mỗi buổi sáng, tôi thường qua nhà bếp để làm cho mình món ăn sáng.
Kết thúc. Đang nghe câu tiếng Việt. Mỗi buổi sáng tôi thường qua nhà bếp để làm cho mình món ăn sáng. Nghe câu tiếng Anh, à tiếng Hoa. Mỗi thiên早上我经常去厨房给自己做早餐。我每天早上là mỗi buổi sáng tôi, chính sản là thường, xì chú phán là đi qua nhà bếp, kitchen room, kể sư chỉ cho chào sáng là làm, tự làm cho mình món ăn buổi sáng. Ta nghe lại. Mỗi thiên早上我经常去厨房给自己做早餐。我每天早上去厨房给自己做早餐。我每天，我每天早上，啊，去厨房给自己做早餐。Bây giờ thì tôi về phòng. Về phòng để enjoy cái tô phở của mình. Lúc nào bên tôi cũng có cái phone, cũng có cái phone, và tôi lợi dụng nó cho cái chuyện học môn ngoại ngữ, và cũng nhờ nó tôi có thể kết nối với cái kho Big Data để có thể tìm hiểu mọi thứ mà mình chưa biết hay là mình cần biết. Bây giờ thì tôi sẽ về phòng. Tôi đã về phòng và sửa soạn cho mình bữa ăn sáng. Ăn tô phở tái, tương ớt, ly cà phê đen nhiều nước. Và với cái phone tôi có thể tự luyện nói tiếng Trung âm quang thoại. No translation. Nhấn vào microphone và nói. Tôi đã về phòng. Tôi đã về phòng. Và chuẩn bị ăn sáng. Sorry, trong phòng không có sóng. Thành ra không có sóng chúng ta không sử dụng được. Bây giờ thì tôi ăn sáng. Tôi vừa ăn vừa xem tin tức. Tôi sẽ mở YouTube. Rồi tôi tải về những cái file mà tôi xem. Có nghĩa là không cần kết nối wifi. Download. Tôi nghe chương trình nói bằng tiếng Hoa. 找其他晶片的合作伙伴啊，到了越南。先看看这一段是一个。 Nói đến cuộc viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ.
Biden đó, chứng minh họ dịch là Biden. Trong chuyến này Việt Nam mua giúp Mỹ 50 chiếc máy bay Boeing. Trong khi đó Trung Quốc thì nó đổi qua mua Airbus. Như vậy là Việt Nam cũng giúp cho kinh tế của Mỹ, nhất là hãng Boeing. Việt Nam. Wow. Đây là cộng hành. Tôi rất thích ăn hành. Hành với tỏi. Nhưng ăn phở thì tỏi không có ngon, hành mới ngon. Thì chúng ta biết nghe nhiều thứ tiếng á, thì chúng ta có thể tiếp nhận thông tin từ nhiều đài. Các trang tiếng Hoa thì thường thường có tiếng, có chữ. Chữ dành cho những người không hiểu tiếng Quan Hội. Có những người không hiểu tiếng Quan Hội thì có thể coi chữ. Coi chữ cũng biết. Ở Trương Lang, Quách Chính Lượng, đây là một cái nhà bình luận rất là xuất sắc của Đài Loan. Ông biết tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Anh và là một giáo sư đại học. Thì đó, hiện nay ông là một cái nhà bình luận rất ăn khách ở các cái kênh của Đài Loan. Tôi vừa ăn phở, vừa nghe tin tức. Bản lẽ là tôi có thể học, vừa ăn phở vừa học tiếng Trung, ăn Quan Thoại. Nhưng ở trong phòng này quá kín, thành ra cái wifi vô đây rất là yếu. Thịt bò tái.
Nước phở rất ngon. Có chính lượng khen Việt Nam mình biết cách kiếm lợi trong cái trạng thái quốc tế hiện nay có sự căng thẳng giữa những cường quốc. Việt Nam lợi dụng cái thời điểm mà giữa Trung Quốc với Mỹ có sự xung khắc, rồi sẽ tiếp tục ăn cơ phở của mình, uống cà phê. Kết thúc câu chuyện kể buổi sáng. Chào. Chào. Đây là nhà thờ họ đạo Chợ Quán. Nằm trên đường Trần Bình Trọng, 120 Trần Bình Trọng. Lúc này ở đây là buổi trưa. Tôi có ý định là đi xuống chợ Hòa Bình. Trên đường đi tôi sẽ ghi hình, kể chuyện gió không mạnh, cờ lất phất. Tôi sẽ đi theo đường Trần Bình Trọng. Băng ngang đường Trần Hưng Đạo. Băng ngang đường Trần Hưng Đạo. Đi ra đường Võ Văn Kiệt. Trường mầm non 2 mới xây xong. Trường rất là đẹp. Đổi đèn. Chờ đèn. Ở đây là nhà mộ Trương Vĩnh Ký. Mùa bánh trung thu. Chờ đèn. Tôi sẽ băng ngang đường Trần Hưng Đạo
tiếp tục đi trên đường Trần Bình Trọng để ra đường Võ Văn Kiệt. Băng ngang đường Trần Hưng Đạo. Tiếp tục đi trên đường Trần Bình Trọng. Ở đây có trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Trước mặt là đường Cao Đạt. Cao Đạt là đường dọc, Trần Bình Trọng là đường ngang. Đây là đường Cao Đạt. Rather at your side. Rather at your side. Không biết phải không? Tôi sắp tới đường Võ Văn Kiệt. Xe Apollon. Tôi ra đường Võ Văn Kiệt. Ra đây gió lồng lộng. Ở đây người ta bán đồ xây dựng. Đường Võ Văn Kiệt buổi sáng, buổi gần trưa. Mặt trời, trên trời lãng vãng những đám mây. Có thể chiều có mưa. Giờ này thì không. Bán đồ xây dựng. Đây là cát, đá, gạch. Dọc theo chỗ này người ta bán đồ xây dựng. Phía bên kia là quận 8. Con kinh nó phân đôi quận 8 và quận 5. Kinh Tàu Hủ. Đi thẳng tới thì tôi sẽ đến chợ Hòa Bình. Lên đây chụp hình. Đây
là đường Võ Văn Kiệt. Buổi trưa ở đây có cây trứng cá. Tôi đi ngang trường Hàm Tử, trường tiểu học Hàm Tử, phụ huynh đang chờ con em. Ở đây là trạm chờ xe bus. Trạm chờ xe bus người ta dùng kiến trong. Bệnh viện bệnh nhiệt đới. Ở đây có cây me. Cây me có trái. Rất ít khi gặp me mà có sai trái như vậy. Ở đây là cây cây sung. Bên kia là quận 8. Đi ngang bệnh viện bệnh nhiệt đới. Bệnh viện bệnh nhiệt đới. Honda mà chở như xe hơi. Trời gần trưa, thành ra rất là đông. Trên đường rất là đông xe. Ngã bảy Lý Thái Tổ, huyện Bình Chánh, chợ Bình Tây, đi thẳng là đi tới chợ Bình Tây, đi tới Bình Chánh. Trước mặt là đèn Quỳnh Mẫn Đạt, đèn xanh. Đi thẳng lên là tôi sẽ tới chợ Hòa Bình. Tôi tới chợ Hòa Bình. Vào đây thì người ta bán cá, hải sản, bán gà, bán lê quyên, bán thịt. Hôm nay là gần trưa rồi.
tôi đã tới chợ Hòa Bình. Ở đây bán nè, chỗ này bán trứng. Chị bán trứng á hả? Trứng gà, trứng gà, trứng gà ngon. Trứng gà ngon. À, một loại 25, một loại 30. Cái cây gà 30.000, cây này là 30.000 một cây hả? Mấy mấy hộp? Không, không. Một hộp. Một hộp là 19 trứng hả? 10 trứng. 10 trứng. À, một hộp chỉ có 10 trứng thôi nha. À. Cái này là 30, cái này là 25. Lấy 30 đi. Một hộp thôi. Ngon phải không? Ngon phải không? Hả? Bao ăn phải không? Một hộp 30. Rồi nãy hả? Hộp vịt lộn nhiêu chục? Dạ 50.000 chục. À cái này 20.000 chục. Cái đó là cái gì vậy? Dạ trứng cút. Giống bắc thảo á vậy? Làm bắc thảo. Ừ. Cái kia là hộp vịt muối phải không? Dạ đúng rồi. Hay quá. Thôi trả tiền này đi. Đây là chỗ bán trứng. Dạ. Đây là hộp vịt lộn. Vịt lộn. Vịt lộn. Giấm này luôn đi, dễ thương ha, đẹp quá. Bác Thảo phải không? Ủa. Chúng nhỏng kìa, chúng nhỏng kìa. À, chị có tên gì ở đây không? Có tên tuổi gì không? Có à. Anh dựng xe để em dựng cho. Để có cái bảng nè. Được rồi, để dựng rồi. Dựng rồi. Tập tập quá Kim Ngân á hả? Của em á nè, đây đó. Rồi. Có bia nữa nha. Rồi, có bia nữa. Có bia nữa phải không? Thôi trả tiền này. Nếu mà nó đi chợ lại giờ vô siêu thị. À. Hiểu không vậy không? Như là tụi em á, khi là chợ truyền thống. Chợ truyền thống. Chợ truyền thống của ông bà mình xưa đến giờ. À. Nhưng mà bây giờ cái chợ bây giờ mới là siêu thị. À. Em tên là chợ truyền thống. Còn bên kia nó cũng chữ Hòa Bình cờ. À. Thôi đi nha. Đây là rau cải nè. Đây là mận. Dời xem bao ngọt 10.000 trái, cam sành 12.000 kg, đổ luôn. Dời xem bao ngọt 10.000 trái, cam sành 12.000 kg, đổ luôn. Tôi đã ghé mua 10 cái trứng gà 30.000. Vậy là một trứng 3.000. Ở đây có hộp gà. Cá. Trái cây. Wow, rất nhiều trứng. Nhiều trứng lắm. Ồ, đây cũng là quá trời trứng. Ở đảo dòng á mới biết. Mới biết là mình mua có trúng không.
có bông sữa đũa nè. Đây là bên hông chợ Hòa Bình. Bên ngoài chó nắng quá nó ngủ. Quá trời ong luôn. Tôm. Tôi đang làm vòng bên ngoài chợ Hòa Bình. Tôi sẽ đi vào cái khu bán hải sản. Khu bán hải sản. Khu bán hải sản nha. Rau cải cũng rất là nhiều. Bán đồ nhậu. Vô đây mua đồ nhậu. Nhiều ốc. Đi vòng vòng ở bên ngoài, trước mặt là đường An Bình. Đây là đường, đường này là đường Đào Tấn, đường kia là Trần Tuấn Khải chứ, đường là Trần Tuấn Khải, Đào Tấn với Trần Tuấn Khải. Về cà pháo hè hết hết tóc. Tóc là hè, hớt là hết, hết là cắt, hết hè hết hết tóc. Đây đường Bạch Dân. Nhiều trái cây. Đường Bùi Hữu Nghĩa.
thẳng ra là tới Trần Hưng Đạo, băng qua Trần Hưng Đạo đi thẳng lên là tới Nguyễn Trãi. Tôi đi ra đường, tôi đi thẳng lên đường Nguyễn Trãi. Trước mặt là đường Trần Hưng Đạo. Chờ đèn. Đi thẳng tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi, quẹo phải, tôi sẽ hướng về nhà. Tôi đang ở trên lề đường Võ Văn Kiệt. Trên đường rất nhiều người đi bán vé số. Dừng lại ở đây để săn hình. Mình những tấm hình theo cái quạt để gắn cái phone ở mọi chỗ. Trưa nắng.
đi thẳng xuống thì tôi sẽ tới chợ Hòa Bình. Con đường Võ Văn Kiệt dọc theo kênh Tàu Hủ, bên kia là quận 8, bên đây là quận 5. Trưa nắng, nắng chang chang. Đây là lề đường Võ Văn Kiệt, nơi mà người ta bán gạch, bán đá, bán đồ xây dựng. Bây giờ thì tôi sẽ đạp xuống chợ Hòa Bình. Xem hình và nghe hát. Nắng thủy tinh, Khánh Ly trình bày. Đây là chùm hình tôi chụp trên phố. Trong hình cất giấu rất nhiều những câu chuyện về đời người. Chiều đã đi.
Nắng Thủy Tinh, sáng tác Trịnh Công Sơn, Khánh Ly trình bày. Đây là chùm hình cất giấu trong đó rất nhiều những câu chuyện về đời người. Em qua công viên bước chân nào.